Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai, tối 30 tháng 7, đơn vị này đã hoàn thành việc sửa chữa trạm bơm cấp 1 bị sét đánh cháy phải ngừng hoạt động. Như đã thông tin, sáng sớm ngày 30 tháng 7, một luồng sét đánh vào hệ thống điện làm cháy phần tủ điện, điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm tại trạm bơm cấp 1 nhà máy nước Lào Cai tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cháy và hư hỏng nhiều thiết bị tại trạm bơm, phần tủ điện điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai đã huy động các kỹ sư và công nhân của nhà máy nước Lào Cai khẩn trương sửa chữa, thay thế tủ điện điều khiển và động lực cấp điện cho hệ thống máy bơm tại trạm bơm cấp 1, bảo đảm chất lượng và an toàn. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai cho biết, đến 19 giờ ngày 30 tháng 7, các hạng mục thiết bị đã được thay thế, sửa chữa xong và chạy thử. Ngay trong đêm, đơn vị cho vận hành trở lại trạm bơm để cung cấp nước thô từ suối Nậm Thi cho nhà máy nước sạch Lào Cai trên đỉnh đồi 117 tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai hoạt động. Trạm bơm cấp 1 của nhà máy nước Lào Cai có công suất 14.000 m khối trên một ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước thô cho nhà máy nước Lào Cai xử lý phục vụ gần 17.000 khách hàng ở các phường Lào Cai, Cốc Lếu, Duyên Hải và xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.